Sao nó không bắt đầu nhỉ? Rồi, ok. Today is routine. Okay. So for our lesson, we have two main parts. The first one is time, and the second part is routines. So let's talk about the first part, that is time. Bài hôm nay chúng ta sẽ học về đó là thói quen của các bạn, thời gian và thói quen. Thì chúng ta sẽ có cái câu hỏi về thời gian. Đầu tiên chúng ta sẽ học về cái phần thời gian. Câu hỏi của chúng ta đó là gì ạ? What time is it? Hoặc là what is the time? Hoặc là do you have the time? Could you tell me the time, please? Okay. Những câu hỏi về giờ thì chúng ta sẽ có những câu hỏi dạng như vậy. Tức là gì ạ? Bạn có thể nói cho tôi biết mấy giờ rồi không? Thì đấy là could you tell me the time? Hoặc là what time is it? Mấy giờ rồi? Hay là what is the time? Okay. Or do you have the time? Thế thì trước khi trả lời cái câu hỏi này thì chúng ta sẽ tìm hiểu về cái cách nói giờ trong tiếng Anh. Có những cách nói giờ nào và người bản ngữ thì họ thường dùng các cách nói giờ khác nhau như thế nào. Chúng ta sẽ xem và có một số các cái lưu ý chúng ta cần nhớ và nốt lại để chúng ta có thể áp dụng trong phần giao tiếp cũng như là bài nghe của các bạn sau này. Đầu tiên đó là gì ạ? Các bạn nhìn thấy cái đồng hồ này, chúng ta gọi là clock. Cái đồng hồ treo tường thì các bạn gọi là clock. Thế còn cái đồng hồ mà đeo tay chúng ta gọi là watch. Cụ thể hơn là đồng hồ đeo cổ tay thì người ta có cái từ đó là wristwatch. Tức là wrist là cổ tay, wrist watch, đồng hồ đeo đeo tay. Thế thì với cái đồng hồ này các bạn nhìn thấy hai màu, xanh da trời và xanh lá cây. Thì cái nửa bên phải của cái đồng hồ màu xanh da trời này chúng ta sẽ sử dụng nửa bên phải 30 phút này chúng ta sẽ sử dụng past hoặc after khi nói về giờ hơn. Mình sẽ gọi khi kim phút nó chỉ ở cái nửa bên phải màu xanh da trời này thì mình sẽ gọi nó là giờ hơn, còn nửa bên trái là giờ kém. Tức là thế nào? Tức là các bạn muốn nói là bây giờ là mấy, ví dụ như là 8:05 phút đúng không ạ? Thì chúng ta có một ví dụ 8:05. If we have a question, what time is it? It is 8:05 or 8:05. Okay. Cách trả lời rất thông thường và đơn giản chúng ta hay trả lời đó là chúng ta đọc giờ trước phút sau. Ví dụ có số 0 thì chúng ta là 05, rất đơn giản. Nếu mà 8:15 thì chúng ta là 8:15. Ok, 8:15. Thế chúng ta sẽ nói đến câu chuyện đó là giờ hơn. Hơn tức là nếu dịch ra tiếng Việt thì chúng ta hiểu là 8 giờ hơn 5 phút đúng không ạ? Thì trong tiếng Anh khi giờ hơn người ta viết phút trước, giờ sau và kèm theo đó là từ past hoặc là after. Ví dụ là 8:05 phút chúng ta nói là 5:08 or 5:08. Có hai cách nói, một là các bạn dùng past, hai là dùng after. Ok. Thì mình sẽ nói lại, đây nửa bên phải nó gọi là giờ hơn. Ok, giờ hơn thì các bạn sẽ dùng past và người ta viết phút trước, giờ sau. Ok. Viết phút trước, giờ sau. Chúng ta sẽ xem một số ví dụ. For example, what time is it? It's 10:20. It means 20 past 10 or 20 after 10. Thì đây là 10:20, tức là gì ạ? 10 giờ quá 20 phút, đúng không ạ? Thì người ta sẽ biết phút trước, giờ sau, quá 20, tức là hơn 20 phút. Okay. Thì chúng ta dùng từ đó là gì ạ? 20 past 10 or 20 after 10. Bạn dùng từ nào cũng được. Next, 5:15. Okay. So 5:15 is mean a quarter. 15 phút thì chúng ta chiếu theo cái đồng hồ này thì nó là 1/4. Ok? 1/4 đồng hồ là 15 phút thì 1/4 trong tiếng Anh người ta sẽ gọi là a quarter. Thế thì a quarter mà 5:15 tức là a quarter past gì? Past 5 hoặc là a quarter after 5. Ok? 5 giờ quá 15 phút. Thế thì tương tự các bạn học từ tiểu học thì chúng ta có cái gì ạ? Đây, a quarter bằng với gì ạ? 15 minutes, half bằng với gì ạ? 30 minutes, tức là half is equal to 30 minutes là 1
một nửa thì bằng với 30 phút. Vì vậy như là chúng ta có giờ 7:30 thì chúng ta sẽ có gì ạ? Half past 7. Okay. Half là một nửa. Okay. Half past 7. You get it? Yeah, we have another example. For example, 12:07. So it must be 7 past 12. 12 giờ 7 phút thì chúng ta sẽ có từ gì ạ? 12 giờ 7 phút thì chúng ta sẽ có từ có giờ là gì ạ? Chúng ta sẽ có giờ là 7 past 12. Next. Chúng ta có to và before, chúng ta sẽ nói về giờ kém. Cái nửa bên trái của cái đồng hồ này là 30 phút màu xanh lá cây này thì chúng ta sẽ gọi nó là giờ kém. Giờ kém thì bạn thay vì dùng past và after thì chúng ta sẽ dùng gì ạ? Thay vì dùng past và after thì chúng ta sẽ dùng to và before. Ok? Thì chúng ta sẽ có một ví dụ 10:50. What time is it? It's 10:50. Thay vì các bạn nói là gì ạ? 10:50 là 10:50 thì các bạn sẽ nói là gì ạ? 10 to 11. Ok. 10:50 tức là 11:10 thì chúng ta đã có một cái cách nói là 10:50 là 11:10, chứ chúng ta chỉ tính cái nửa bên trái này thôi, dưới 30 phút thì là 10 to 11. Tương tự chúng ta có thể nói là 10 before 11 đều được. Ok, past to bằng với before nói thế nào cũng được. Chúng ta có một số ví dụ khác ạ. 4:40, 4:40, 4:40 tức là 5:20. Chúng ta phải trừ ngược lại nhé. Tức là 5:20 thì chúng ta nói phút trước giờ sau, phút là 20, cái okay. Giờ là 5. Thế chưa, sẽ có từ là, có giờ là 20 to 5 or 20 before 5. Ok, next one, 2:45. Tương tự thì 2:45 phút, đó là gì ạ? 3:15. Mà 15 phút trong tiếng Anh chúng ta vừa mới bàn với nhau đó là gì? Nó bằng với 1/4, tức là a quarter. Trong trường hợp này chúng ta sẽ hiểu là gì? A quarter to 3 or a quarter before 3. Ok. Next, 1:35. 1:35 phút thì như mình đã nói là nó nằm ở nửa bên trái này. Đấy nhá. Nó sẽ tính từ phút thứ 30, phút thứ 31 trở đi đấy, thì chúng ta sẽ được tính là giờ kém. Thì trong trường hợp 1:35 phút tức là 2:00 gì ạ? 2:25 đúng không ạ? 2:25 thì trong tình huống này chúng ta sẽ nói như nào? Ok, tức là 20 to 2 or 25 to 2 or 25 before 2. And next, what time is it? Is 11:55. 11:55 thì chúng ta sẽ hiểu là gì ạ? 12:05 đúng không? 5 to 12 or 5 before 12. Ok. Rồi các bạn đã hiểu hết cái cách nói giờ chưa? Mình sẽ nhắc lại một lượt sau đó chúng ta sẽ vào những lưu ý mà người nước ngoài họ sẽ thường gặp nhé. Tức là bình thường chúng ta trả lời giờ với cái câu hỏi là what time is it? What is the time? Or do you have the time? Thì chúng ta có thể trả lời hai cách. Cách thứ nhất các bạn vẫn hay trả lời thông thường, ví dụ là 8:05 or 10:20. Ok, 5:15, 7:30, ok. Cách thứ hai là đối với giờ hôm, tức là nằm ở bên nửa bên phải của cái đồng hồ màu xanh da trời này, chúng ta sẽ dùng past và after, chúng ta dịch là giờ hơn. Thì với nguyên tắc là viết phút trước past và viết giờ sau past thì nó có là 8:05 là 5, past 8 or 5 after 8. Tương tự thì to và before là giờ kém thì chúng ta phải trừ ngược lại. Ví dụ như là 10:50 thì tức là 11:10, chúng ta sẽ viết phút trước giờ sau 10 to 11 và 10 before 11. Ok. Chúng ta sẽ chuyển đến phần lưu ý của giờ, cái phần lưu ý tiếp theo này rất là quan trọng. Các bạn nếu có giấy bút thì chúng ta sẽ ghi ra, bởi vì cái này thường là các bạn hay nhầm lẫn. The first one, we just say 7 o'clock and never say 7:05 o'clock. Một cái lưu ý là chúng ta khi nói là ví dụ như là 7, với cái o'clock này là người ta chỉ nói về giờ đúng thôi. Tức là chính 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 cái giờ, đúng cái giờ đấy thôi, chứ người ta không nói hơn hay là kém.
xung quanh cái khoảng cái giờ đấy, ví dụ 7 giờ đúng thì người ta sẽ nói là 7 o'clock, chứ không phải là 7 giờ 05, đúng 7 giờ 05 đâu, không có như thế, thì không bao giờ có là 7:05. Bạn nào mà còn biết là tôi thức dậy lúc 7:15 thì các bạn biết là I get up at 7:15 là sai nhá. Người ta không có 7:15, mà chỉ có gì 6 o'clock, 7 o'clock, 8 o'clock. Ok, cái này là thường là các bạn không để ý. Cái thứ hai chúng ta cần lưu ý ạ, đối với người Mỹ hay là người Anh thì cái khung giờ từ 0 đến 12 giờ thì người ta sử dụng trong văn nói hàng ngày. Mình lấy giả dụ như là các bạn thức dậy vào lúc 6 giờ sáng, người ta sẽ nói là I usually get up at 6 o'clock, hoặc là 6 in the morning. Ok, 6 in the morning. Có khi người ta không thêm o'clock gì cả, cũng không thêm am gì hết, mà người ta sẽ thêm cái cụm từ chỉ thời gian là buổi, đó là in the morning, thì người ta sẽ hiểu là 6 giờ sáng. Ok, tương tự thì nếu như mà người ta bảo là ăn tối vào lúc 7 giờ tối chẳng hạn, thì người ta sẽ thích thích nói trong văn nói, người ta sẽ thích nói là I have a dinner at 7 in the evening. Ok, I have a dinner at 7 in the evening. Thì chúng ta hiểu lúc đấy là 7 p.m., tức là 7 giờ tối. Nhưng mà người ta lại không thích nói là I have a dinner at 19. Ok, 19. Nào, họ sẽ không nói là I have a dinner at 19, bởi vì là cái khung giờ từ 0 đến 24 giờ thì người ta thường viết trong thông báo hoặc là lịch trình thời gian biểu nhiều hơn là văn nói hàng ngày. Em có hiểu chỗ này không nào? Tức là ví dụ như là chuyến tàu chạy lúc 17:30 chẳng hạn, thì người ta sẽ ghi là 17:30. Nhưng mà tôi về nhà lúc 5:30 chiều thì người ta sẽ không nói là I go home at 17:30 cả. Bởi vì cái đấy là nó thường là lịch trình hoặc là những cái thông báo quan trọng, những cái thông báo mà người ta mới sử dụng cái khung giờ từ 0 đến 24 giờ theo lịch trình. Còn cái giờ mà họ sử dụng thông thường hàng ngày chỉ từ 0 đến 12 giờ. Và nếu muốn nói là buổi sáng hay buổi chiều thì người ta sẽ sử dụng là in the afternoon hoặc in the morning. Còn trong trường hợp trang trọng hơn nữa thì người ta mới sử dụng AM và PM. Thế thì quay lại cái câu chuyện này, với cái văn hóa hàng ngày người ta có nói cái khung cái trong cái cách nói hàng ngày ấy, thì ví dụ như là 17:20 như thế này thì người ta sẽ không nói là 17:20, mà trong cách nói này thì họ sẽ nói là 20 past 5 in the afternoon. Đấy, thế thì một cái lưu ý nữa đó là đây vẫn cái lưu ý này, vẫn trong cái lưu ý này thì các bạn sẽ lưu ý là người ta sẽ không dùng là 20 past 5 a.m. hay p.m. Em hiểu không? AM và PM người ta chỉ sử dụng với giờ số thôi. Còn khi các bạn dùng past hoặc before hoặc là to ấy, thì người ta sẽ không sử dụng AM hay PM đằng sau nữa đâu. Nên các bạn không bao giờ nói là 20 past 5 AM hay PM. Mà nếu muốn nói là gì? Vào buổi chiều họ sẽ thêm cái cụm từ chỉ thời gian. Đây là in the afternoon. 20 past 5 in the afternoon. Tức là 17 giờ. À 5 giờ. 5 giờ 20 phút. Được ạ? 5 giờ 20 phút chiều thì người ta sẽ dùng 20 past 5. Cái này lưu ý nhé. Không, người ta không biết là 20 past 5 a.m. hay p.m. đằng sau bao giờ cả. Đó. Tiếp tục này. Với cái cách dùng trang trọng hơn, với cái khu giờ từ 0 đến 12 giờ thì lúc này người ta sẽ dùng a.m. và p.m. vào. Ví dụ như là khi người ta viết câu chuyện chẳng hạn này, hay là khi người ta muốn nói cho ai giờ chính xác là mấy giờ, ví dụ như người ta muốn nhắc lại là hay đến đấy lúc mấy giờ chiều hay mấy giờ sáng, người ta cần chắc chắn thì lúc đấy người ta sẽ viết AM PM và để cho người khác, cái người nghe người ta hiểu hiểu đúng, không thì lại nhầm. Ví dụ như này 3:15 a.m. Ok, 3:15 a.m. Cái giờ này thì chúng ta thông thường là 3:15 buổi sáng thì người ta sẽ sử dụng là gì? 3:15 a.m. Còn ví dụ như là 3:15 buổi chiều thì chúng ta sẽ dùng là 3:15 p.m. Cái này rất đơn giản. Nhưng mà chúng ta sẽ không nói là a quarter past 3 a.m. Ok, 3 giờ quá 15 viết với past hoặc là after hay là to hoặc before, chúng ta sẽ không cho am và pm ở đằng sau. Đó là nguyên tắc. Tiếp tục với cái khung giờ buổi tối thì 00 giờ thì người ta sẽ gọi là midnight, nửa đêm.
Và ngược lại thì 12 giờ thì chủ động buổi trưa thì người ta sẽ gọi là midday hoặc là at noon. Thế thì tương tự như thế thì 12 giờ đêm ấy thì người ta sẽ sử dụng là 12 a.m. Được đấy. Tức là 12 giờ sáng, 0 giờ sáng ấy, người ta gọi là 12 a.m. Thế còn 12 giờ trưa ấy thì chúng ta dùng là 12 p.m. Em hiểu không nhỉ? Em ăn trưa lúc 11 giờ 30 thì em sẽ dùng là I have a lunch at 11:30 a.m. Okay? 11 giờ 30 trưa thì em sẽ dùng a.m. Nhưng bắt đầu từ 12 giờ trưa đổ ra là của giờ của buổi chiều rồi là người ta sẽ chuyển sang p.m. Tương tự 11 rưỡi đêm, 11 giờ 30 đêm thì người ta vẫn gọi là p.m. Nhưng đến 12 giờ người ta chuyển sang khung giờ sáng rồi, 0 giờ sáng rồi, lúc đấy người ta sẽ dùng a.m. Các bạn có hiểu chỗ này không? Rồi nhé. Tiếp tục này. Before 12 a.m. in the morning, tức là trước 12 giờ sáng thì chúng ta 0 giờ sáng thì gọi là buổi sáng, in the morning. Thế còn sau 12 giờ chiều, 12 giờ trưa thì người ta gọi là afternoon hoặc là evening sau đấy, sau 12 giờ chiều gọi là the afternoon, xong đến tối là evening, đêm là at night. Ok. Tiếp tục ạ. 10, 7:10 thì cái này chúng ta sẽ như mình đã nói từ lúc đầu tiên đó là gì ạ? Khi người nước ngoài họ muốn diễn tả giờ thì người ta sẽ sử dụng cái cụm từ chỉ thời gian vào đây, ví dụ in the morning, in the afternoon, in the evening hoặc là at night. Thế thì 7:10 vào buổi sáng thì nó là 7:10 in the morning hoặc là 10 past 7 in the morning. Ok. Còn nếu đây là 7:10 mà buổi tối người ta sẽ nói là 10 past 7 in the evening hoặc là in the evening, ok. Đây ví dụ 19:10 tức là 7, nếu theo khung giờ 24 giờ thì nó chính là 7:10 đấy đúng không? Người ta dùng là 10 past 7 in the evening. Rồi, những cái lưu ý này các bạn có hiểu không nhỉ các em? Em có hiểu không? Thế thì tóm lại là sau này các em viết bài viết, nếu mà em dùng AM hay PM ấy thì em chỉ cần viết giờ thế này, dùng dù viết AM và PM đằng sau. Thế còn ví dụ như là em muốn trong văn nói hoặc các bài nói các bạn giao tiếp thông thường thì các bạn nên sử dụng khung giờ từ 0 đến 12 giờ. Và nếu là buổi sáng thì em cho thêm cụm từ in the morning, còn nếu là buổi tối thì thêm là in the evening hoặc là buổi chiều là the afternoon thì thay chọn AM và PM. Ok. Ngoài ra là nếu mà đúng một cái khung giờ, đúng một cái giờ đó thì người ta chỉ sử dụng đúng một cái giờ thôi, ví dụ bệnh đúng 7 giờ thì là 7 o'clock. Còn không có đúng 7 giờ 05 hay là đúng 7 giờ 010 gì đâu nhá. Rồi. Đây là một số các lưu ý về thời gian rất là quan trọng. Ok. Let's talk about routines. Ở đây có một số các cái routines liên quan đến bài nghe ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn. Còn có thực ra là routine thì nó nhiều lắm, mỗi bạn một routine khác nhau, chúng ta sẽ không thể nói hết routine trong bài này, nhưng chúng ta sẽ tập trung vào hai thứ, đó là thời gian và gì ạ, thói quen của các bạn. Thế thì đầu tiên là gì? Get up early. Thì ngược với early là get up late. Ok, so get up late. Ok, or get up early, dậy sớm là get up early. Thì nó khác với wake up thế nào nhỉ? Các bạn, một số bạn thì mình thấy các bạn cũng dùng từ wake up. Thế nhưng mà wake up thì nó không không hiểu là thức dậy mà nó hiểu là thức giấc. Thức giấc tức là ví dụ như bạn đang ngủ buổi đêm mà có một tiếng động lớn làm cho bạn thức giấc chẳng hạn thì cũng có thể sử dụng từ wake up. Ok. Hoặc là em thức giấc rồi nhưng mà em chưa ra khỏi giường, em chưa dậy thực sự thì vẫn gọi là wake up được. Thế còn khi em dùng từ get up tức là em đã sẵn sàng để làm việc gì đó tiếp theo rồi, chúng ta dùng get up early. Một cái lưu ý nữa là go cộng verb in. Khi chúng ta muốn nói go cộng với lại một verb in, tức là các bạn muốn nói về một hoạt động nào đó thì chúng ta sẽ sử dụng động từ go cộng một verb in, ví dụ như là go running. Ngoài go running thì có rất nhiều routines khác như là go fishing, đi câu cá, để đi chạy, go jogging. Thế thì go running và go jogging khác nhau thế nào? Go running thì là chạy tốc độ nhanh hơn, khoảng theo như người ta nghiên cứu thì là trên 6 6 dặm, trên 6 dặm một một giờ thì người ta sẽ sử dụng go running, còn dưới 6 dặm thì sẽ dùng go jogging. Tóm lại là go running và go jogging chỉ khác nhau về tốc độ. Đó, một cái lưu ý nữa đó là chúng go cộng với verb in thì chúng ta có rất nhiều từ, ví dụ như là cái từ mà các bạn hay gặp nhất đó là đi bơi, go swimming. Thì đi câu cá là go fishing đúng không ạ?
đi mua sắm chẳng hạn thì chúng ta có từ gì? Go shopping. Ok. Thì go verb in chúng ta nhớ cái điều đó. Kể cả là môn thể thao chúng ta cũng sử dụng go cộng verb in. Ok. Một số môn liên quan đến verb in ví dụ như là rollerblading chẳng hạn, là trượt patin á, hay là boxing chẳng hạn, thì chúng ta cũng thấy là nhiều môn liên quan đến verb in thì chúng ta sẽ sử dụng go cộng verb in. Tiếp tục ạ, bắt một cái phương tiện, đi một cái xe nào đó thì chúng ta, ví dụ chúng ta phải trả tiền chúng ta đi, thì chúng ta có thể gì ạ? Take a bus, đi xe buýt. Take a subway, tàu điện ngầm. Take a train, bắt một cái tàu đi. Hay là take a taxi, bắt xe taxi. Ok, thì take cộng một cái phương tiện giao thông. Thế còn đi xe đạp thì chúng ta dùng từ ride a bike or ride a motorbike. Đi bộ chúng ta dùng từ walk hoặc là go to somewhere on foot. Em biết từ đấy rồi đúng không? On foot, đi trên đôi chân, trên cái chân của mình ấy. Tiếp tục hoạt động tiếp theo là text friends hoặc là chat with friends, tức là nhắn tin cho bạn hoặc là chat với bạn. Chat thì có thể nhắn tin hoặc là gọi video, thì gọi call friends hoặc call video call, make video calls with friends. Đấy. Go to work, đi làm thôi. Đúng không? Thế thì go to school, go to work. Về nhà là go home hoặc là come home. Ok. Come home hoặc là go home thì chúng ta sử dụng là về nhà. Play video games, chơi game. Video games tức là chơi game trên máy tính. Game video bằng video á. Watch TV các bạn biết rồi. Có một cụm từ đó là hang out with friends. Thì rất nhiều bạn cũng không biết cụm từ này, đó là chúng ta hẹn hò với bạn của mình, tức là gặp gỡ bạn mình. Read, đọc. Ok. Thì cái từ hang out with friends chúng ta nên sử dụng nếu chúng ta muốn nói về cái routine của các bạn. Cụm này khá là hay. Ví dụ như là các bạn thường, mình sẽ nói là thói quen, sở thích, thời gian rảnh rỗi là gì? I usually hang out with my friends in my free time. For example, we go some places such as movies, shopping malls or cafe. Ok. Thì đó là cái cách chúng ta sẽ nói về cái phần routine của các bạn. Ok, cái tập thói quen của các bạn. Rồi ạ, chúng ta sẽ có một bài tập nhanh về giờ đây, các bạn sẽ làm nhanh luôn nhé. Now, I would like you to read and match. Ok. Here the watch and here the time. Can you do it quickly? Các bạn có thể làm luôn được không nhỉ? Chúng ta sẽ làm luôn nhé. Number one, câu số 1 họ đã nói cho các bạn rồi. Number one, 22, các bạn bật mic lên trả lời nhé. 22, ok, tức là mấy giờ đây các em nhỉ? 22 là mấy giờ nhỉ? 2, 2 giờ 10 đấy. 1 giờ Kém 40 hay là hơn? Kém hay là hơn nhỉ? 10 2 giờ kém giờ 20. kém 2 giờ kém 20. 2 giờ kém bao nhiêu? 20 đúng 20 không? Tức là 1 giờ bao nhiêu nhỉ? 1:40 1 giờ 40 đúng không? Chúng ta nhớ giờ kém người ta dùng to. Ok. 22 to, tức là 2 giờ kém 20. Ok, 1 giờ 40 đấy. Nào, number 2, 3, 15. So A, B, C, O, Ừ. D. Ừ. 3:15 is E. Yes. E 3:15. Cách nói khác của giờ này là gì các bạn nào? Cách nói khác của 3:15 thì nó nói như nào? Past 3. A quarter, yes, a quarter past 3. Bây giờ nếu mà 3 giờ 15 sáng chúng ta nói như nào nhỉ? Quarter past 3 Chính xác, a quarter past 3 in the morning. Nếu mà 3 giờ 15 chiều chúng ta nói như nào? Tối là như nào? Chiều. Chiều. morning. A quarter past 3 in the afternoon, đúng rồi. Hoặc cách thứ hai mà chúng ta thường nói đến, nếu 3 giờ 15 sáng nó là AM đằng sau, 3:15 AM. Chúng ta không được phép nói là a quarter past 3 AM em nhé. Chúng ta chỉ nói giờ là 3:15 AM hoặc là 3:15 PM. Còn khi em muốn nói past hoặc là after hay là before hoặc to thì chúng ta cần phải thêm evening hoặc là tìm mộng in the morning trước đằng sau. Tiếp tục ạ. 10 after 10.
Which one is that? 10 after 10. A. A, ok. Mấy giờ đây em nhỉ? What time is it? 10 giờ 10 phút, đúng rồi. 10 giờ hơn 10 phút, dùng after hoặc là past. Chúng ta đã nói với nhau lúc đầu rồi. Number 4, 220. Which one is that? C, ok. 220. C. Cách thứ hai chúng ta nói 220, chúng ta nói như này à? Cách thứ hai 20 past 20 past 2 hoặc là 20 after 2 ok. Rồi, next one, what time is it? 3:55. G. Ok, G, ok. G. Cách thứ hai chúng ta nói 3:55, chúng ta nói như thế nào nhỉ? 3:55, tức là mấy giờ kém mấy em? 5:54. Ok. 3:55, tức là 4 giờ kém mấy? 4:05. Theo công thức thì là viết phút trước giờ sau. Phút là 5, giờ là 4, đúng không? Thế thì 5, phút trước tu và giờ thì sau tu, giờ các từ 5:54 là 4 giờ kém 5 phút. Nhớ nhá. Next one, 60:45. D. 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 6:45, chị đánh máy nhầm. 6:45. Ok. Thì ở đây chúng ta sẽ có 6:45 là D, ok. Đúng rồi, cách thứ hai là gì? A quarter to seven. Or a quarter before seven. Rồi, nếu nói 6:45 tối thì nó như nào nhỉ? A quarter to seven in the afternoon, in the evening. Đúng rồi, a quarter to seven in the evening. Ok. Còn nếu 6:45 sáng thì nói như thế nào nhỉ? A quarter to seven in the morning. Có một điều lưu ý là chúng ta có nói là a quarter to seven là AM không? Không ạ. Không, đúng rồi. Muốn nói AM ta nói như thế nào? 6:45 AM. Chính xác, 6:45 AM. Đó là cách chúng ta sẽ nói. Chúng ta có nói là 6:45 o'clock không các bạn? Không ạ. 6:45 o'clock không được phép, đúng không? Chúng ta muốn nói o'clock thì chúng ta chỉ nói 6 o'clock hoặc là 7 o'clock. Ok. Đó là cái phần ôn lại một chút khi xíu phần lý thuyết. Bây giờ chúng ta có một khung giờ tiếp theo. 2 o'clock. A, B, or C? 2 o'clock, B, yes, B. Okay, 2 o'clock, 5:10. 5:10. H. 5:10, okay. 10:05, okay. Thì chúng ta có thể cách nói thông thường cho hay nói là gì? 10 gì nhỉ? 10:05 or 10:05, okay. Good. Now we move to listening part right now. Unit 4, routines. Page 14, track 18, listening 1. 1. Excuse me, what's the time? It's 10:15. Các bạn nghe cho chị câu hỏi cho người ta hỏi như thế nào này. Em viết là câu hỏi thì càng tốt. Sau đó chúng ta sẽ viết cái giờ ngay cạnh câu hỏi nhé. Nghe lại. 1. Excuse me, what's the time? It's 10:15. Thanks. 2. Do you have the time? Let me see. Yeah, it's 10 after 2. 2:10. Thanks. 3. What time is it now? Hey, it's exactly 12 o'clock. Midnight. Happy New Year! 4. Can you tell me the time, please? Yeah, it's 11:30.
Wow, I'm late. Thanks. 5. Do you know what time it is? Yeah, it's 4:15. Thanks a lot. 6. I'm late again. What time is it now? It's 7:50. Class starts at 8. I've only got 10 minutes. Okay. Again. Unit 4. Routines. Page 14. Track 18. Listening 1. 1. Excuse me, what's the time? It's 10:15. Thanks. 2. Do you have the time? Let me see. Yeah, it's 2:50. 2:10. Thanks. 3. What time is it now? Hey, it's exactly 12:00. Midnight. Happy New Year. 4. Can you tell me the time, please? Yeah, it's 11:30. Wow, I'm late. Thanks. 5. Do you know what time it is? Yeah, it's 4:15. Thanks a lot. 6. I'm late again. What time is it now? It's 7:50. Class starts at 8. I've only got 10 minutes. Okay. So number 1, what's the question? The question is, what time is it? What is it time? Are you sure? Yes. What is the time? Exactly. What is the time? Mm-hmm. All right. Let's see. Excuse me. What's the time? It's 10:15. Okay. Can you hear that? Unit 4. Routines. Page 14. Track 18. Listening 1. 1. Excuse me, what's the time? Excuse me, what's the time? Okay. It's 10:15. Thanks. 2. Now, cách nói khác của dần là gì các em nhỉ? 10:15 là cách chúng ta hay nói, chúng ta nhớ nè. A quarter after ten or 10:15. Và một cái lưu ý số 15 này chúng ta đọc là 15, okay? Not 50, but 15, nó khác nhau, right? Number 2, các bạn nghe câu hỏi số 2 nào. Câu hỏi số 2 là gì? Do you have the time? Câu hỏi thứ hai là gì? Do you have the time? Yes. Do you have the time? Okay. Let me see. Yeah, it's 2:50. So what time is that? It is 2:10. It means 2:10. Okay. It's easy. It's 2:10. Okay. Next, number 3, các bạn nghe câu hỏi xong rồi nói luôn giờ nhé. 2:10. Thanks. 3. What time is it now? Hey, it's exactly 12:00. What time is it now? Well, it's exactly 12:00. Chúng ta sẽ xem buổi trưa hay buổi tối nhé. Happy New Year. Oh, midnight. Clock. Midnight. Happy New Year. Now, 12 a.m. or p.m., guys? A.m. A.m. or p.m.? A.m. Yes. Đêm, tối. Bắt đầu sang giờ sáng, ấy, 12 giờ. Sang giờ sáng tôi dùng là gì? A.m. Okay. What time is it now? Hey, it's exactly 12:00. Midnight. Happy New Year.
Next, number four. Listen to the question. Four. Can you tell me the time, please? Yeah, it's 11:30. Wow, I'm late. What's the question? Can you tell me the time, please? Okay. Bạn có thể nói cho tôi biết thời gian được không? Okay. Time, please? Yeah, it's 4. Can you tell me the time, please? Yeah, it's 11:30. Wow, I'm late. 11:30. Cách nói thứ nhất đúng không? 11:30. Cách nói thứ hai là gì các bạn? Half past 11. Okay. Next, number 5. Thanks. 5. Do you know what time it is? Yeah, it's 4:15. Thanks a lot. 4:15. Do you know what time it is? It is. Mẹ để danh ngữ đúng không? Do you know what time it is? Okay. Các bạn biết mấy giờ rồi không đúng không? Em biết mấy giờ rồi không? Do you know what time it is? Okay. Yeah, it's 4:15. 4:15. Tức là mấy giờ đấy các em? 3:45. Đúng không? 4:15. Tức là 4:15. Và chúng ta sẽ hiểu nó là 3:45. And the last one. Okay. What? 6. I'm late again. What time is it now? It's 7:50. Class starts at 8. I've only got 10 minutes. I'm late now. What time it is? Is it now? It's 7:50. 7:50. Cách nào thứ hai của giờ này là gì nhỉ các bạn? Câu số 6 này. Time pass at 10 to 8. Or 10 before 8. Okay. Có một cái chỗ lưu ý ở đây, người ta sẽ nói cái gì, câu số 5, cái câu số 5 này, các bạn nhìn cái phần này nhé. Do you know what time it is? Thì bình thường chúng hay nói là what time is it? Nhưng trong tình huống này, ở cái mệnh vế đằng sau, cái từ what này nó không phải là câu hỏi nữa. Mà câu hỏi nó đã được đảo cho động từ ở đằng trước rồi, em nhìn thấy không? Do you? Vì vậy đằng sau what time người ta sẽ đặt câu như trật tự câu trần thuật. Đây người ta gọi là mệnh đề danh ngữ. Thì người ta sẽ có câu là gì ạ? Do you know what time it is? Ví dụ như tôi biết thời gian mấy giờ thì người ta có thể nói ngược, thay vì đặt câu hỏi thì người ta là I know what time it is. I know trả lời. I do. I know what time it is. Thì tương tự đấy là đây là trật tự của câu trần thuật chứ không phải là câu hỏi. Vì vậy với trật tự câu trần thuật người ta sẽ có chủ là it và động từ là is ở đằng sau. Còn nếu là câu hỏi như thế, câu hỏi này chúng ta sẽ thấy đây đó là người ta phải đảo trở động từ is lên trước it và chúng ta có câu hỏi là what time is it now. Còn câu này câu hỏi của nó là do you mà nó đảo trở động từ lên rồi, em nhìn nhé. Okay, so we'll move to exercise 2. Bài số 1 này các bạn đã rõ hết về cách đọc giờ cho em nhỉ? Đi thi thì họ thường hay đọc cái cách đọc giờ đó là to hoặc là past hoặc là before after nhiều hơn. Bởi vì cái đấy là với cái văn mà người ta nói, văn thông thường, văn nói đấy. Vì vậy bài nghe là các bạn nghe là người ta thường nói chuyện với nhau mà. Thì với những cái văn nói thì họ sẽ thông thường họ sẽ nói bằng những cái ngôn ngữ thông thường. Thì nếu các bạn nghe cái dạng kiểu như là 4:45 in the morning hoặc là 4:45 in the afternoon là chuyện rất là bình thường. Thì các bạn phải chuẩn bị tâm thế đối với các bài thời gian như thế này nhé. Hy vọng là cái bài dạng bài thời gian này sẽ giúp các bạn. Unit 4. Okay. My teams. Next one. Listen and write the time. Rất xin lỗi các bạn, nó hơi bị lỗi, mình chèn, nó bị lỗi, kết quả. Rồi mình fix một chút xíu cho các bạn nghe, tự tin nhé. Ok. Không lưu lại. Ok. Right, ready.
cho nên sẽ bắt đầu nghe luôn này. What time does X person get up and go to bed? Listen and write the times. Chúng ta sẽ nghe và viết những cái thời gian. Đây các bạn nhìn times ở đây là số nhiều, bởi vì là những mốc thời gian, phải chưa? Còn bản chất thời gian thì không số nhiều nữa, mà đây là các mốc thời gian hay là những lần thì chúng dùng times như thế này là số nhiều. Thế thì ở đây người ta có gets up and goes to bed, thức dậy và đi ngủ. Các bạn sẽ nghe, chúng ta sẽ viết khung giờ nhé. Các bạn sẵn sàng nhé. Tốt nhất các bạn viết từ câu 1 đến câu 6 ra vở trước đi, sau rồi chúng ta sẽ viết giờ thức dậy và đi ngủ. Page 15, track 19, listening to. 1. Hey, Sandra, do you want to go to the movies tonight? Maybe. What time? How about the 9:15 show? Oh, that's too late for me. I usually go to bed at 8:30. So early? Yeah. I have to get up at 5 a.m. to study before school. 5 a.m.? Why don't you study at night? I don't like to stay up late. I'm a morning person. 2. You look tired, John. Yeah, well, I'm always tired. Really? What time do you go to bed? Usually around midnight. I like to stay up late, but I have to get up at 6:15 to go to work. 3. Do you want to go running tomorrow morning, Sam? It depends. What time? How about 6 o'clock? 6 o'clock? I don't get up until around 9:30. Wow, you get a lot of sleep. Not really. I usually stay up until about 3 in the morning. 4. Are you a morning person or a night person, Grace? Oh, definitely a night person. Really? Yeah, I can't fall asleep before midnight. I usually go to bed around 1 a.m. Huh. Do you sleep late in the morning? Not really. I usually get up at 7:45. 5. Did you watch the 11 o'clock news last night, Mia? No, I was asleep. I usually go to bed around 10. 10 o'clock? That's pretty early, isn't it? Yeah, well, I'd like to stay up later, but I have to get up at 6 a.m. to go to work. 6. Hi, James. What's new? Well, I got a new job a few weeks ago. Really? Congratulations. How do you like it? Well, it's great, except for the hours. I work the night shift. Oh, no. When do you sleep? Well, I go to bed at 8 in the morning. I sleep all day and get up at 4 in the afternoon. Again. Page 15. Track 19. Listening to. 1. Hey, Sandra. Do you want to go to the movies tonight? Maybe. What time? How about the 9:15 show? Oh, that's too late for me. I usually go to bed at 8:30. So early? Yeah. I have to get up at 5 a.m. to study before school. 5 a.m.? Why don't you study at night? I don't like to stay up late. I'm a morning person. 2. You look tired, John. Yeah, well, I'm always tired. Really? What time do you go to bed? Usually around midnight. I like to stay up late, but I have to get up at 6:15 to go to work. 3. Do you want to go running tomorrow morning, Sam? It depends. What time? How about 6 o'clock? 6 o'clock? I don't get up until around 9:30. Wow, you get a lot of sleep. Not really. I usually stay up until about 3 in the morning. 4. Are you a morning person or a night person, Grace? Oh, definitely a night person. Really? Yeah, I can't fall asleep before midnight. I usually go to bed around 1 a.m. Huh. Do you sleep late in the morning? Not really. I usually get up at 7:45. 5. Did you watch the 11 o'clock news last night, Mia? No, I was asleep.
I usually go to bed around 10. 10 o'clock? That's pretty early, isn't it? Yeah, well, I'd like to stay up later, but I have to get up at 6 a.m. to go to work. 6. Hi, James. What's new? Well, I got a new job a few weeks ago. Really? Congratulations. How do you like it? Well, it's great, except for the hours. I work the night shift. Oh, no. When do you sleep? Well, I go to bed at 8 in the morning. I sleep all day and get up at 4 in the afternoon. Okay. Do you have the answers? Okay, do you all have the answers? Em có trả lời hết chưa các bạn? Do you all have the answers? Yes or no? Or no answers at all? Các bạn có nghe thấy không nào? Em nghe được hết câu trả lời không em? Nghe được hết không? Có ạ. Ok, thì ta chữa nhé. Bây giờ chị muốn các bạn sẽ nghe thật là kỹ xem tình huống họ nói là gì. À, chúng ta có hiểu, các bạn hiểu được bao nhiêu phần trăm? Hay các bạn chỉ nghe được mỗi cái giờ thôi? Các bạn có hiểu được họ nói nội dung gì không nhỉ? Em có nghe hiểu nội dung của cái đoạn này không? Để xem Page 15, track 19, listening 2. 1. Hey Sandra, do you want to go to the movies tonight? Anh rủ cô ấy đúng không? Cô ấy rủ, anh ta rủ như nào này? Go to movie tonight. Yeah, hey Sandra, do you want to go to the movie tonight? Đi xem phim vào tối nay không? Maybe. What time? How about the 9:15 show? Oh, that's too late for me. 9:15 show. Too late, đúng không? Xem cô, tại sao cô nói là quá muộn này? I usually go to bed at 8:30. So early? Yeah, I have to get up at 5 a.m. to study before school. Em thấy không? Giờ thông thường họ thường nói họ không 8:30, họ không bao giờ nói là I go to bed at 20:30 bao giờ cả. Mà đối với giờ thông thường hàng ngày họ nói trong văn nói họ sẽ sử dụng khung giờ từ 0 đến 12 giờ. Vì vậy 8:30 tối cô sẽ nói luôn là I go to bed at 8:30. Mặc dù không có gì evening ở đằng sau, họ vẫn hiểu là đi gì em nhỉ? Đi gì? Đi ngủ lúc 8:30 tối. Hiểu không các bạn? Và chúng ta đã nói cái câu chuyện này từ lúc đầu rồi. Ok. 5 a.m. What? À, chúng ta xem cô dậy lúc mấy giờ? What time does she get up? Yeah, 5 a.m. Thì ông ta, anh đọc nối âm là gì các bạn nhỉ? I have to get up 5 a.m. to study before school. 5 a.m. Get nối âm không? 5 a.m. Yeah. 5 a.m. Why don't you study at night? Why don't you study at night? Tại sao không học buổi tối? I don't like to stay up late. I'm cụm từ của cô là gì nhỉ? I don't like to. I don't like to the end. Stay up late. Đúng rồi, không muốn thức muộn. 5 a.m. Why don't you study at night? I don't like to stay up late. I'm a morning person. I'm a morning person. Tôi là một người của buổi sáng, đúng không? 2. Rồi, chúng ta sẽ xem này. Bây giờ có vở ở đấy rồi thì các bạn sẽ nốt lại cho chị những cụm từ sau. Thứ nhất đó là to stay up late. Okay? Đầu tiên là go to the movie. Go to the movies. Em viết ra vở là to go to the movies. Hai chấm. Đi xem phim. Okay. Mặc dù chúng ta có một cụm từ khác đó là gì ạ? Go to the cinema. Nhưng mà bình thường trong văn nói của anh thì họ thường hay nói cái cụm từ là go to the movies, tức là đi xem phim. Okay. Tiếp theo ạ, chúng ta sẽ có một cái cụm từ khác. Ở đây là go study before school, tức là gì ạ? Học trước khi đến trường. Okay. I have to get up at 5 a.m. to study before school. Tức là em tự học ở nhà trước khi em đi học ấy. Okay. Các bạn làm bài tập hay tự học ở nhà thì study before school. Okay. Thế thì anh ta hỏi là tại sao lại dậy sớm học bài thế mà sao buổi tối không học? Thì chúng ta có cụm từ đó là gì? Stay up late, tức là thức muộn. Thì cô nói là tôi không muốn thức muộn, đúng không? Tôi là người của buổi sáng. Cái cụm này rất là hay, cái từ này rất là hay. I'm a morning person. Okay. Thì ví dụ như là các bạn đi thi bằng
đi thi mà giám khảo hỏi là bạn thường thức dậy lúc mấy giờ chẳng hạn, thì chúng ta nếu trả lời theo cái cách đó là gì ạ? Well, I'm a morning person, so I get up very early at 5 o'clock in the morning. Okay. Thế thì em có thể nói là gì ạ? Em là người của buổi sáng, vì vậy là em dậy, thức dậy rất là sớm. Thì cái cách chúng ta nói đây là mở rộng cái câu trả lời của chúng ta ra, mở cái tình huống ra. Thay vì chúng ta giám khảo hỏi em là what time do you get up? Em trả lời là I get up at 5 a.m. hay là 5 o'clock. Thì nó rất là cụt và nó không được điểm trong tình huống này. Chúng ta nên mở cái câu ra, mở hội thoại ra bằng cách chúng ta sẽ nói mở rộng hơn, là ví dụ như là gì? Well, I'm a morning person, so I get up pretty early around 6 o'clock. Ví dụ như thế, thì tôi dậy khá là sớm. Còn dậy rất sớm hay là tôi dậy sớm thì là gì? I get up early in the morning at 5 o'clock. Okay, next. Dạ. Nào, chúng ta sẽ nghe câu số 2 nhé. You look tired, John. Yeah, well, I'm always tired. Really? What time do you go to bed? Usually around midnight. I like to stay up late, but I have to get up at 6:15 to go to work. 3. Okay. Câu này thì dễ rồi đúng không? Cái bài này thì dễ hơn rồi. What time does he get up, guys? What time does he get up? Anh ta thức dậy lúc mấy giờ nhỉ? What time does he get up? 6:15. What time does he go to bed? 12 o'clock, midnight. 12 o'clock. Yeah, look at this. You look tired. Các bạn ghi luôn vào vở cụm từ này. To be, to look tired. Look cộng với tính từ thì chúng ta sẽ hiểu là trông như thế nào. Ví dụ như you look beautiful today. Thì lúc chúng ta hiểu hôm nay bạn ấy rất là xinh đẹp. Còn đây là gì? Hey, mày trông mệt thế. You look tired, John. Yeah, well, I'm always tired. Okay. Cái từ to be tired thì các bạn biết rồi, mà look tired thì không phải lúc nào các bạn cũng để ý. Really, what time do you go to bed? Just around midnight. I like to stay up late, but I have to get up at 6:15 to go to work. Thế thì cụm từ tiếp theo là go to work, các bạn biết rồi đúng không? Go to bed, go to work các bạn đều biết. Thì còn cái cụm từ around midnight thì chúng ta đều hiểu là 12 giờ. Và lúc này chúng ta sẽ hiểu là 12 giờ đêm, 12 a.m. Okay. Next, number 3. 2. You look tired, John. I'm sorry. Yeah, well, I'm always tired. Really? What time do you go to bed? Usually around midnight. I like to stay up late, but I have to get up at 6:15 to go to work. 3. Do you want to go running tomorrow morning, Sam? It depends. Bạn ấy rủ như nào nhỉ? Do you want to go? Do you want to go running tomorrow morning, Sam? Nghe được hết không? Usually around midnight. I like to stay up late, but I have to get up at 6:15 to go to work. Nghe lại câu số 3 này. Bắt đầu. 3. Do you want to go running tomorrow morning, Sam? It depends. What time? How about 6 o'clock? 6 o'clock? I don't get up until around 9:30. Wow. You get a lot of sleep. Not really. I usually stay up until about 3 in the morning. 4. Okay. What time does he go to bed? What time does he go to bed? Number 3, what time does he go to bed? 3 a.m. 3 a.m. Okay, 3 in the morning or 3 a.m. What time does he get up? 9:30. Sure. Okay. So look at this. Hey, do you want to go running tomorrow morning, Sam? It depends. Thảo nó còn phụ thuộc. What time? How about 6 o'clock? 6 o'clock. Đã cảm thấy lên giọng không ạ? Đây, mình bật lại cho bạn nghe nhé. Cái này chúng ta học cả cấu trúc cả ngữ điệu luôn. Do you want to go running tomorrow morning, Sam? Lên giọng luôn. Do you want to go running tomorrow morning, Sam? Lên giọng luôn đúng không? It depends what time. How about 6 o'clock? Câu này là câu confirm, tức là câu xác nhận, vì vậy cô cũng sẽ lên giọng cuối. How about 6 o'clock?
6 o'clock? I don't... Anh ấy muốn xác nhận lại là cái gì? 6 giờ sáng hả? 6 o'clock. Okay. Get up until around 9:30. I don't get up until around 9:30. Tức là tôi không dậy cho đến mấy giờ? Khoảng trong khoảng around, chúng ta hiểu around 9:30, trong khoảng 9:30. Thì cái từ until này nó là gì ạ? Cho đến khi thì ạ? Wow, you get a lot of sleep. Not really. I usually stay up until about 3 in the morning. Get a lot of sleep. Các bạn có thể get nốt cụm này vào. To get a lot of sleep, tức là ngủ nhiều. Wow, you get a lot of sleep. Tức là mình ngủ nhiều đấy. Tức là you sleep a lot. Thế nhưng mà người Anh thì họ thích dùng collocation. Vậy họ sẽ dùng cụm từ là get sleep, là get a lot of sleep, hoặc là get too much sleep, get little sleep. Chưa nghe được kịp chị nói không? Thì nói lại nhá. Get too much sleep là ngủ quá nhiều. Thế còn get a lot of sleep là ngủ nhiều. Còn ngủ ít là get a little sleep. Thế thì collocation là một động từ cộng với lại một danh từ. Sleep ở đây là danh từ. Lấy giả dụ như cụm từ đi bộ chẳng hạn. Thay vì chúng ta nói là walk to school, thì người Anh họ sẽ thích dùng cái cụm kiểu như là take a walk to school, tức là đi bộ đến đâu đó. Okay. Take a walk, họ sẽ hay dùng hơn là walk to school. Tương tự, sleep a lot thì người ta sẽ không thích dùng bằng get a lot of sleep. Okay. Not really. I usually stay up. Stay up là thức đấy. Until, cho đến mấy giờ. Đấy. Thì ví dụ như là nếu các bạn được hỏi là what time do you go to bed chẳng hạn, thì em có thể trả lời dạng thế này: I'm an evening person, so I stay up very late until 3 a.m. in the morning, 3 a.m. or 3 in the morning, hiểu không? Tức là tôi là người của buổi tối, I'm an evening person. Vì vậy, so I stay up late until 3 in the morning. Đấy, vậy tôi thức khá là muộn cho đến 3 giờ sáng. Dạng như vậy. Đấy là một cái cách trả lời câu hỏi mà chúng ta vừa mở rộng và điểm speaking sẽ cao nếu chúng ta biết cách trả lời. Ok, number 4. Câu số 4 chúng ta nghe nhé. 4. À, từ câu số 3 này em get được, em đã take note hết cấu trúc chúng ta cần dùng chưa nhỉ? Thứ nhất là các bạn sẽ dùng take note lại cấu trúc to go running này. Thứ hai là một cái lưu ý nữa về cái thời gian ở đây, đó là nhiều bạn sẽ không để ý nhưng mình sẽ nói ở đây. Tomorrow morning thì chúng ta sẽ không dùng là in tomorrow morning. Bình thường chúng ta vào buổi sáng ta nói là in the morning. Nhưng khi cho thêm buổi sáng của ngày hôm qua, ngày mai, chúng ta sẽ không sử dụng in, on, up từ đằng trước nó hết, mà sẽ để nguyên. Đó là tomorrow morning hoặc là yesterday morning. Okay? Bạn làm gì sáng ngày hôm qua thì người ta chỉ cần hỏi là what did you do yesterday morning? Chứ người ta không hỏi là what did you do in the yesterday morning. Okay? Không có như vậy nhé. Rồi chúng ta quay lại đây. Thì với cái từ này chúng ta sẽ viết nốt cho mình, đó là to get a lot of sleep. Ok. Đó. Chúng ta sẽ đến phần tiếp theo. Câu số 4. Are you a morning person or a night person, Grace? Oh, definitely a night person. Really? Yeah, I can't fall asleep before midnight. I usually go to bed around 1 a.m. Huh. Do you sleep late in the morning? Not really. I usually get up at 7:45. Okay. 5. Did you watch the 11 o'clock news last night? Okay, number 4. What time does she get up? What time does she get up, guys? Now, turn on the micro and answer me. 7:45. 7:45, perfect. What time does he go to bed? What time? 1 a.m. Okay. What time? 1 a.m. Okay. Exactly. So look at the question. Chúng ta sẽ take note lại. Are you a morning person or a night person, Grace? Thì với cái từ night person này, chúng ta có thể thay thế bằng evening person. Các bạn hiểu không? Người của buổi sáng hay người của buổi tối. Thay vì nó là night person thì chị có thể nói là an evening person. Thì bây giờ chúng ta có cụm từ là to be a morning person là người của buổi sáng, hay là to be a night hoặc
là evening person thì là người của buổi gì? Buổi tối hoặc là đêm. Ok. Sao nó cũng kêu nhỉ? Tiếp tục này. Chúng ta có từ tiếp theo đó là fall asleep. Thế thì ở đây cô nói là gì? Oh, definitely a night person. Really? Tôi chắc chắn là người của buổi gì? Buổi đêm rồi. Thật á? Yeah, I can't fall asleep before midnight. Thì cái cụm từ là to fall asleep là không thể vào giấc, không thể ngủ, không được chìm vào giấc ngủ trước mấy giờ nhỉ? Trước 12 giờ đêm. Thì có một cái lưu ý ở đây, đó là khi chúng ta có cái cụm từ đó là go to bed là đi ngủ, thì bản chất là em đi lên giường, nhưng chưa chắc em đã ngủ được. Có nhiều người thì người ta nói là I go to bed at 10 in the evening, but I fall asleep at 1 a.m. Có thể đi lên giường nhưng mà 10 giờ tối đi lên giường nhưng mà 1 giờ sáng mới có thể chìm vào giấc ngủ được, có thể chợp mắt và ngủ được. Thì lúc đấy chúng ta sẽ có cụm từ đó là fall asleep. Okay. Hoặc là người ta cũng cảm giác như là the fall asleep là bắt đầu chìm vào giấc, bắt đầu ngủ được, thì người ta sử dụng cụm từ là fall asleep. Còn go to bed chưa chắc đã ngủ nhá, nghĩa là đi lên giường không, chưa chắc đã ngủ. Một cái cụm từ nữa đây, người ta ghi là gì? I usually go to bed around 1 a.m. Thì đây là thường đi ngủ vào lúc 1 giờ. Đấy. Chỉ sau, tức là không thể nào chợp mắt, không thể nào rơi vào giấc ngủ vào lúc mấy giờ? Trước 12 giờ. Thì đây cô này cố đi ngủ lúc 1 giờ cơ. Do you sleep late in the morning? Sleep late thì là ngủ muộn vào buổi sáng không? Cái bản chất cái việc ngủ muộn này thì chúng ta sẽ hiểu là gì? Cô ngủ nướng ấy đó. Sleep late ở đây đó là ngủ nướng. Còn chúng ta sẽ không hiểu là đi ngủ muộn đâu nhé các bạn. Nếu đi ngủ muộn thì người ta sẽ sử dụng cụm từ là go to bed late, hoặc là gì? Stay up late, thức muộn cho đến mấy giờ, until. Còn đây người ta hỏi rất rõ ràng là sleep late in the morning, tức là có ngủ nướng không? Not really, I usually get up around at a quarter to eight. Để cho chúng ta đã thông hết những cái cụm từ ở đây người ta dùng chưa? Em note hết vào nhé. To fall asleep, ok. To gì? Sleep late in the morning, ngủ nướng vào buổi sáng. To be a morning person và to be a night person. Rồi, tiếp tục. Có câu hỏi gì trong phần này không các bạn? Chị đưa câu số 5 nhé. Mia? No, I would usually get up at a quarter to eight. 5. Did you watch the 11 o'clock news last night, Mia? No, I was asleep. I usually go to bed around 10. 10 o'clock? That's pretty early, isn't it? Yeah, well, I'd like to stay up later, but I have to get up at 6 a.m. to go to work. 6. Hi, James. What's new? Well, I got a new job a few weeks ago. I usually get up at a quarter to 8. 5. Did you watch the 11 o'clock news last night, Mia? No. Did you? I was asleep. Em có nghe được cái từ đứt không? Mặc dù anh ta không nói to rõ lắm nhưng em có nghe được từ đứt không? I usually go to bed around 1 a.m. Morning? Not really. 5. Did you watch the 11 o'clock news last night, Mia? No. I was asleep. I usually go out at the end. Did you watch the 11 o'clock news last night, Mia? Thì khi ở đây có một cái lưu ý đó là khi người ta muốn nói đến cái gì, cái chương trình nào đó thì người ta sẽ đặt cái giờ trước cái chương trình đó. Đây các bạn nghe thấy không? Did you watch the 11, okay, the 11 news last night, Mia? Thế thì cái từ 11 o'clock news, tức là cái tin tức vào lúc 11 giờ đêm qua không? Em bạn có xem không? Thì tương tự cái chuyến tàu rời đi lúc 2 giờ chiều thì người ta cũng sẽ nói là gì? 2 o'clock train, okay? Did you catch the 2 o'clock train? Bạn có bắt cái chuyến tàu lúc 2 giờ không? Ví dụ như thế. Thì ở đây người ta sẽ nói rất là rõ và thêm vào buổi chiều hay buổi tối hay là lúc nào anh ta đề cập rất rõ về thời gian đó là last night. Tức là 11 o'clock news last night thì bản chất nó chính là gì? Tin tức vào buổi đêm chứ không thể hiểu là buổi sáng được. Còn nếu trong tình huống anh ta hỏi các bạn này là gì? Did you watch
the 11 o'clock news in the morning, thì lúc đấy sẽ hiểu là hôm qua buổi sáng mày có xem tin tức không, hoặc là yesterday morning chẳng hạn, thì lúc đấy hiểu là buổi sáng hôm qua có xem tin tức buổi sáng không, thì cái 11 giờ đấy sẽ hiểu là am. Còn nếu như người ta sẽ nói là last night như cái câu này thì chắc chắn nó sẽ là gì, tin tức vào đêm. Did you watch the 11 o'clock news last night, Mia? No, I was asleep. No, I was asleep. Tức là tôi gì? Lúc đấy tôi đang ngủ. Asleep là có tính từ của nó nghĩa là ngủ. Thế thì to be asleep tức là đang ngủ. I usually go to bed around 10. 10? I usually go to bed around 10. 10 o'clock? That's pretty early, isn't it? Yeah, well, I'd like to stay up later, but I have to get up at 6 a.m. to go to work. I like to stay up later, tức là muốn thức muộn hơn, but I have to get up at 6 a.m. to go to work. Phải thức dậy lúc 6 giờ để đi làm buổi sáng, được chưa? Rồi, cái câu số 5 và câu số 6 đã lộ hết ra đây rồi, các bạn nhìn đây ạ. Did you watch the 11 o'clock news last night, Mia? No, I was asleep. To be asleep là đang ngủ, các bạn nhé. Thay vì cô nói là I was sleeping thì người ta sẽ nói lúc đấy là cô đang, tính từ này là ngủ, được chưa? To be asleep là gì? To be asleep là ngủ hoặc là đang ngủ. Thế còn fall asleep là rơi vào giấc ngủ hay là ngủ thiếp đi, đúng không? Thế còn đây là to be asleep, cần thanh nốt cái cụm từ này, to be asleep là ngủ hoặc đang ngủ. I usually go around go to bed around 10 o'clock, that's pretty early. Pretty ở đây là tính từ hay là trạng từ nhỉ em nhỉ? Khá là sớm, thì đây là trạng từ bằng với từ quite early, isn't it? Yeah, well, I'd like to stay up later, but I have to get up at 6 a.m. to go to work. Okay, stay up late or later đều là thức muộn. Rồi, cái câu số 6 tôi sẽ nghe lại luôn một lèo nhé. 6. Hi, James. What's new? Well, I got a new job a few weeks ago. Really? Congratulations. How do you like it? Well, it's great, except for the hours. I work the night shift. Oh, no. When do you sleep? Well, I go to bed at 8 in the morning. I sleep all day and get up at 4 in the afternoon. Rồi, câu 6 này là một câu rất khó nghe. Đặc biệt là nó có nhiều từ mà các bạn mặc dù có thể biết nghĩa nhưng mà trong tình huống họ đọc nhanh và nối âm và các bạn sẽ không nghe được. Chúng ta cùng phân tích vào những cái đoạn cua bẻ lái của họ nhé. Nghe này. Hi James, what's new? Hi James, what's new? Thì cái từ what's new này nó là cái gì, có cái gì mới không hay là what's up? Thế nào, dạo này thế nào ấy? Thế thì người ta sẽ thường có cái từ gì đây? Well, đây trả lời. Well, I got a new job a few weeks ago. Em nghe được cái từ này không? Nghe như là I go a new job ấy, đúng không? Nhưng mà thực ra là âm o của họ rất là họ đọc âm o họng, vậy nó sẽ nghe được I got a new job, got a new job. Thì nghe nó rất cảm giác hay là nghe như giống từ go, và chúng ta không để ý thì chúng ta sẽ không nghe được. Nhưng mà đặc biệt người ta có cái từ a few weeks ago thì chắc chắn chúng ta phải hiểu nó là quá khứ rồi, thì chắc chắn cái động từ đấy không thể là go được, mà nó phải là động từ khác nếu như em không nghe ra được động từ này. Hi James, what's new? Well, I got a new job a few weeks ago. I got. Còn nếu là I got thì không bao giờ nghe được đâu nhé, bởi vì tiếng Anh đọc âm o rất là Six. Hi James, what's new? Well, I got a new job a few weeks ago. Really? Nghe được không? I got a new job a few weeks ago. Really? Hey, congratulations. How do you like it? Well, it's chúc mừng nha. How do you like it? Bạn nó thích nó như thế nào? Great, except for the hours. Rất là tuyệt vời, trừ cái gì đó, cái giờ làm việc. Except for the hours. Hours, đọc là hour chứ không phải là hour, hát câm. Look, the night shift. Oh no, when do you sleep? Well, I go to bed at 8 in the morning. Rồi, cụm từ như sau. To work the night shift là làm ca đêm, okay? Work the night shift là làm ca đêm. Thế thì ví dụ người ta sẽ nói là gì, bạn không thích gì khi trở thành bác sĩ, hay là không thích gì về công việc bác sĩ của bạn chẳng hạn nữa. What don't you like when you become a doctor?
thì em có thể trả lời là gì? Well, the thing I don't like is that I have to work the night shift. Okay. Cái thứ mà, cái điều mà tôi không thích khi trở thành bác sĩ là tôi phải làm cả đêm, giả dụ như vậy, được chưa? Thì đấy cũng là một cái lý do để chúng ta thắc mắc cụ này với chị, đó là to work the night shift, tức là làm việc cả đêm. Và có một cái cụm từ nữa là đó là gì? Sleep all day, là ngủ cả ngày, nó rất đơn giản rồi. Ok, đây bài này nó chỉ có như vậy thôi. Chúng ta có một bài nữa là bài nghe này, thì bây giờ mình sẽ muốn các bạn nghe luôn. Bài này dễ thì mình sẽ nghe và tích luôn nhé. Chết rồi. Nghe nó nghe đi đâu nhỉ? Fix xem cái phần này á. Page 17, track 22, pronunciation, task 2. 1. Four. Page 17, track 21, pronunciation, task 1. Page 16, track 20, listening 3. 1. Peter. Let's see. I get up at 5:15 every morning and go running. Then, after I have a shower and a quick breakfast, I take the subway to work. I usually do some work on the subway. I get to work. Rồi, bây giờ các bạn sẽ nghe lại nhé. Bạn sẽ nghe, mình sẽ bật lại phải nghe và các bạn sẽ tích xem là anh này anh ấy làm cái gì nhé. Page 16, track 20, listening 3. 1. Peter. Let's see. I get up at 5:15 every morning and go running. Then, after I have a shower and a quick breakfast, I take the subway to work. I usually do some work on the subway. I get to work at 7 in the morning, and I usually work until 8 at night. After I get home, I have dinner. Then I read the newspaper before bed. I usually go to bed about 11 o'clock. 2. Amelia. I'm pretty busy these days. I get up early, around 6:30, then have breakfast, usually cereal and a big cup of tea. Then I take the bus to school. While I'm on the bus, I usually text my friends. Let's see. I have classes from 9 until 3. After classes, I go home and study for a few hours. Then I have dinner with my family. After dinner, I play video games for an hour or so, then chat with my friends online. Finally, I take a shower, then go to bed, usually around 10 o'clock. 3. Charlie. My routine? Well, I'm looking for a job at the moment, so I don't have much of a routine. Every day is a little different, but I usually get up around 11, then I go running. After that, I have a big lunch. I'm always hungry because I don't have breakfast. After lunch, I play video games for a couple of hours. Then I go online to look for jobs, but no luck yet. After that, I usually watch some TV, then have dinner. In the evening, I usually hang out with friends and play some more video games. I usually go to bed at 1 or 2 in the morning. Try again. Page 16, track 20, listening 3. 1. Peter. Let's see. I get up at 5:15 every morning and go running. Then, after I have a shower and a quick breakfast, I take the subway to work. I usually do some work on the subway.
I get to work at 7 in the morning, and I usually work until 8 at night. After I get home, I have dinner. Then I read the newspaper before bed. I usually go to bed about 11 o'clock. 2. Amelia. I'm pretty busy these days. I get up early, around 6:30, then have breakfast, usually cereal and a big cup of tea. Then I take the bus to school. While I'm on the bus, I usually text my friends. Let's see, I have classes from 9 until 3. After classes, I go home and study for a few hours. Then I have dinner with my family. After dinner, I play video games for an hour or so, then chat with my friends online. Finally, I take a shower, then go to bed, usually around 10 o'clock. 3. Charlie. My routine? Well, I'm looking for a job at the moment, so I don't have much of a routine. Every day is a little different, but I usually get up around 11, then I go running. After that, I have a big lunch. I'm always hungry because I don't have breakfast. After lunch, I play video games for a couple of hours. Then I go online to look for jobs, but no luck yet. After that, I usually watch some TV, then have dinner. In the evening, I usually hang out with friends and play some more video games. I usually go to bed at 1 or 2 in the morning. Okay. Let's see. Do you have the answers for all of them? The first part. Okay, what's your answer? Peter. Now, what activities does Peter do? Peter đang làm những hoạt động gì? Bạn kể nào. Number one, gets up early. Peter, Amelia, or Charlie? Peter, right? And Emily, yes. Number two, goes running. Charlie. Peter. Charlie. Are you sure? Peter. Okay. Charlie too, right? What about has breakfast? Amelia. What about Peter? Peter. Yes, Peter and Amelia. What about Charlie's? Does he have breakfast? Yes or no? No. No. What about takes the bus? Peter, Emily, or Charlie's? Takes the bus. Emily, yes. What about takes the subway? Oh, it's not hard. Peter. Text friends. Peter's. Friends. Peter, what about Emily? Emily. No? What about Charlie? Only Peter, okay? Let's see. Go to work. Go to work. Does Peter go to work? Yes. Does Emily go to work? Or does Charlie go to work? Last week, what do you think of that? Charlie is not going to be able to do it again. Plays video games. Charlie. What about Emily? Yes. Okay. Watch TV. Yes. Charlie. Okay. Hang out with friends. Charlie. Yes. What about Reed? Peter. Okay. Let's see. Các bạn sẽ nghe lần lượt nhé. Page 16, track 20, listening 3. 1. P-
Peter. Let's see. I get up at 5:15 every morning and go running. Then, after I have a shower and a quick breakfast, I take the subway to work. I usually do some work on the subway. I get to work at 7 in the morning, and I usually work until 8 at night. After I get home, I have dinner. Then I read the newspaper before bed. I usually go to bed about 11 o'clock. 2. Amelia. Okay. Với anh Peter, các bạn cái phân tích hoạt động này, I get up at 5:15 every morning. Cái 5:15 tức là sớm hay muộn. Get up early, pretty early, right? And go running, anh này đi chạy, thì đã phân tích rồi. Then I have a shower and a quick breakfast. Ở đây chúng ta sẽ thấy cái từ breakfast là bữa sáng, thì với cái bữa sáng chúng ta có một số tính từ đi kèm. Ăn sáng nhanh là quick breakfast. Một bữa sáng rất thịnh soạn là a big breakfast, dạng như vậy. Thế thì cái này chúng ta sẽ xem cái tính từ nó đi kèm, chúng ta sẽ xem là tính từ nào phù hợp từ breakfast. Hay là bữa sáng nhẹ thì người ta sẽ có từ là light breakfast. Okay. And I take the subway to work, đi tàu điện ngầm đi làm. I usually do some work on the subway. I get to work, cụm từ của chúng ta đó là đến chỗ làm ấy. To get to work at 7, tức là đến cái chỗ làm hoặc bắt đầu làm việc thì là lúc 7 giờ sáng, thấy chưa? Trước đấy là anh ta đi khác kiểu. I get to work at 7 in the morning and I usually work until 8 at night, làm việc cho đến 8 giờ tối. And I get home, thì chúng ta biết cụm từ to get home là về nhà, to have dinner là ăn tối. Then I read the newspaper before bed. Thế thì to read the newspaper là đọc báo. Trước khi đi ngủ thì người ta có cụm từ là before bed. Trước khi đi học là before school. Sau khi thức dậy thì là chúng ta có cụm từ after getting up. Thế còn sau khi đi học về là after school. Nhắc lại nhé, before bed hoặc là before school, after school. Okay. I usually go to bed around 11 o'clock. Có nhanh quá không em? Các bạn nốt được chưa? Get to work, okay. Get home, những cụm từ get cộng với lại gì? Danh từ này, get home hoặc go home hoặc come home đều được, đều có nghĩa là về nhà. Read cái gì đó, thì đây là newspaper, đọc báo. Have a, cộng với một bữa. Have a breakfast, have a lunch, have a dinner, okay. Còn bên trên này, anh ta nói là have a quick breakfast, là một bữa sáng rất là nhanh chóng. Okay, number two. Now, let's see number two. Nghe câu số 2 này, vừa nghe vừa xem họ đọc như thế nào. Busy these days. I get up early, around 6:30, then have breakfast, usually cereal and a big cup of tea. Then I take the bus to school. While I'm on the bus, I usually text my friends. Let's see. I have classes from 9 until 3. After classes, I go home and study for a few hours. Then I have dinner with my family. After dinner, I play video games for an hour or so, then chat with my friends online. Finally, I take a shower, then go to bed, usually around 10 o'clock. 3. Charlie. My routine? Well, I'm looking for a job at the moment, so I don't... Nè, chúng ta phân tích câu số 2, Amelia. I'm pretty busy these days. Tôi khá là bận những ngày gần đây. Từ pretty người ta dùng rất là nhiều. Từ đầu đến giờ chúng ta thấy người ta dùng pretty tận 3-4 lần rồi, đúng không? Pretty có nghĩa là khá. Thay vì chúng ta hay nói cái từ quite là khá thì người Anh họ thích dùng pretty hơn. Ok, tôi khá là bận rộn những ngày gần đây. I'm pretty busy these days. I get up early around 6:30, tức là tôi dậy sớm 6:30. Then have breakfast. Sau đó thì ăn sáng. Usually cereal and a big cup of tea. Tức là thường ăn ngũ cốc và uống trà. Then I take the bus to school. Take bus to some place. Or take taxi to some place. Đi xe buýt đến đâu đó. Thì sau cái từ take a bus or take the bus ở đây người ta xác định rồi. Thì có cái từ to. Take the bus or take a bus to some place. Tức là đến đâu đó.
Well, when I am on the bus, I usually text my friends. Khi tôi ở trên thì ở trên xe buýt thì tôi thường nhắn tin với bạn tôi. Ở cái bài này thì em tìm cho chị các liên từ nối ở trong bài này có những liên từ nối nào, và em xem họ nói rất là họ cái cách họ diễn đạt rất là coherence, tức là rất là có sự kết nối, không bao giờ họ nói theo kiểu như bây giờ các bạn bỏ hết những cái từ kết nối của họ đi thì chắc chắn cái bài nó sẽ không thể hay được. Người Anh họ rất thích dùng sự kết nối, cái văn tiếng Anh nói chung, kể cả người Mỹ, người Anh họ dùng kết nối rất là nhiều, tự nhiên cái từ liên từ nối ở đây, những từ này là những từ đạt điểm cao trong phần thi nói của các em. Thứ nhất đó là gì, tại vì này người ta thường dùng này. I'm pretty busy these days. I get up only around 6:30. Then, sau đó thì làm cái gì? Đấy, nhìn thấy không? Câu đầu tiên, câu thứ hai này người ta đã có từ then rồi. Sau đó làm cái này. Xong lại, then I take a bus to school. Okay. Từ nối tiếp theo này. Đây là liên từ phụ thuộc này. Trong khi tôi đang ở đâu đó thì tôi làm gì? While I'm on the bus, I usually text my friends. Trạng từ chỉ tần suất, thường là gì đó. Let's see, hãy nhìn. I have a classes from 9 until 3. Okay. Thế thì until là gì? Từ 9 giờ cho đến 3 giờ. Until cũng dùng rất nhiều từ đầu đến giờ. Các bạn thấy có phải dùng chỉ phải đến 4 từ until rồi. Tiếp tục lại lên từ phụ thuộc này. Sau khi cái gì này? After classes, chúng ta vừa mới bàn làm với nhau là after thì cộng với một cái danh từ nào đó hoặc một mệnh đề. Thì ở đây after classes hoặc là after school thì đều hiểu là sau khi kết thúc các lớp học, tức là bạn này có rất nhiều lớp từ 9 giờ đến 3 giờ chiều này. I go home and study for a few hours. Về nhà và học bài cho mấy giờ. Sau đó bạn nhìn này, then I have a dinner with my family. Thế xong bạn lại nói tiếp sau bữa tối này, after dinner I play video games for an hour also. Then, lại then tiếp này, I chat with friends, then chat with friends online. Và cuối cùng, finally, đấy. Thì trong cái bài này, chị đếm với bạn đã sử dụng bao nhiêu từ nối, chúng ta cùng đếm nhé. Một then này, đấy chứ, một lần then này. Tiếp theo lại then là hai này, while là ba này, after bốn này, then tiếp tục năm này, lần thứ năm này, after sáu này, ok. Finally, có một đoạn mà bạn ấy dùng tận 7 từ liền, 7 lần cả từ và lần là tính là 7 chỗ bạn ấy dùng từ nối, xin lỗi, 7 chỗ, chính xác hơn là 7 lần, 7 chỗ bạn ấy dùng từ liên từ nối. Thế thì chúng ta thấy là cái bài họ sử dụng rất nhiều liên từ nối. Quay lại bài này. Let's see, I get up at 5:15 every morning and go running. Every morning, trạng từ chỉ tần suất họ dùng đây này. Then, đầu tiên họ dùng từ then này, phải này, dùng rất nhiều này. After là liên từ phụ thuộc đầu tiên các bạn sẽ dùng, còn then này là gì? Cái từ liên từ nối thôi. Then này, một này, hai là after này, được chưa? Tiếp tục này, and này, từ nối hai câu này. I get to work at 7 in the morning. Đây là chỗ thứ ba bạn dùng này, ba này. Đây, một, number one, then này, number two, after, number three là and này, number four là after tiếp này. Number 5 là then này, okay. Tức là number 5, then, number 6, before. Trong một đoạn ngắn thế này, bạn cũng dùng tận 6 liên từ nối và 6 cái chỗ nối khác nhau với lại những từ dẫn mở khác nhau. Thì đấy là thể hiện cái việc là họ sử dụng rất nhiều các liên từ nối, đặc biệt là những liên từ phụ thuộc như after, before, này, because, các kiểu nữa. Nên các bạn phải thật sự là để ý cái phần liên từ nối này, kể cả bài viết hay là bài nói thì muốn được điểm cao các bạn phải sử dụng cái đó nó mới tự nhiên. Tiếp tục đoạn thứ ba, chúng ta sẽ nghe nốt đoạn thứ ba và chúng ta cũng lại đếm tiếp xem là có bao nhiêu từ đối xuất hiện trong bài này. Bài này là một bài rất là quan trọng, nó sẽ hỗ trợ các bạn rất nhiều trong phần nghe và phần viết sau này. 3. Charlie. My routine? Well, I'm looking for a job at the moment, so I don't have much of a routine. Every day is a little different, but I usually get up around 11, then I go running. After that, I have a big lunch. I'm always hungry because I don't have breakfast. After lunch, I play video games for a couple of hours. Then I go online to look for jobs, but no luck yet. After that, I usually watch some TV, then have dinner. In the evening, I usually hang out with friends and play some more video games.
I usually go to bed at 1 or 2 in the morning. Okay. Bài này thì anh đã đọc rất dễ rồi đúng không? Có những cụm đó là go running thì anh đã nói gì ạ? Well, I'm looking my routine. I'm looking for a job at the moment, so I don't have much of a routine. Okay, cụm từ đấy have a much of a routine tức là không có nhiều thói quen lắm. Much of a routine. Every day is a little different. Mỗi ngày thì một ít khác. But I usually get up around 11, then I go running. Thì cụm đầu tiên go running chúng ta đã thấy rồi. After that, I have a big lunch. Đấy, bữa, cái gì, bữa sáng, bữa trưa, bữa tối, nhiều, ăn bữa to là nhiều đồ ăn. Đấy, thì chúng ta sẽ dùng a big lunch or big breakfast or big dinner tùy các bạn. I'm always hungry because I don't have breakfast, okay? After lunch, I play video games, okay? Video games, các bạn thích rồi đấy, play video games. For a couple of hours, and I go online to look for jobs, but no luck yet. After that, I usually watch some TV, then have dinner. Now, watch TV, okay? Và cuối cùng, in the evening, I usually hang out with friends and play some video games. Okay, hang out with friends, tick. Okay, now, bây giờ dịch cái bản đoạn này, chúng ta đếm xem có bao nhiêu lên từ nối ở đây. Một bài rất quan trọng. Cụm từ thứ nhất chúng ta sẽ liệt kê và viết vào phần từ mới của các bạn nếu bạn không biết, đó là to look for a job, tức là tìm việc. Look for là tìm kiếm, tức là tìm kiếm một công việc, là look for a job. Thế các bạn có thể thích nó cụm là look for là tìm kiếm, okay? Sau đó look for a job là tìm một công việc. Từ liên từ đối đầu tiên mà chúng ta sẽ thấy đây là từ so. Một cái từ well này giống như kiểu trợ từ mà người ta dùng rất là nhiều. Mình không biết tiếng Việt nó là như thế nào, nhưng mà đại khái là họ sẽ thường cho từ well này thêm vào để suy nghĩ hoặc là lấp vào những cái chỗ mà họ chưa nghĩ được ra, mà các bạn hay nói ừ à đấy, thì trong tiếng Anh họ không muốn ừ à thì họ nói well, và họ suy nghĩ một lúc sau họ mới đưa ra câu trả lời, thì đấy là cái sự tự nhiên của người ta, mình không bắt chước được thì thôi. Thế thì đây chúng ta có cái từ sâu là vì vậy. Từ đầu lên từ nối đầu tiên chúng ta sẽ xuất hiện, đó là từ sâu. Tiếp tục này, every day is a little different, but từ thứ hai chúng ta thấy là but, nhưng đấy, mỗi ngày là một khác, nhưng mà tôi sẽ thường là dậy lúc 11 giờ, khoảng 11 giờ. Đấy, từ thứ hai, then từ thứ ba, sau đó tôi đi chạy. After that là thứ tư, sau đó tiếp tôi làm cái gì gì đấy. Tôi ăn trưa, ăn bữa trưa rất thịnh soạn đấy. Tôi thường rất là đói bởi vì là đấy, từ tiếp theo từ lên từ nối tiếp theo từ số 5 rồi đấy, because after số 6, okay, after lunch sau bữa trưa tôi chơi game bây giờ, then số chỗ số 7 rồi, 7 chỗ rồi đó, then tiếp này, sau đó là gì, after that từ 8, chỗ từ 8 này, then từ 9, then have a dinner, số 9 rồi, so in the evening lại vào buổi sáng, vào buổi tối. I usually hang out with friends and, okay, một từ nối tiếp. Thì tức là một cái đoạn này họ dùng đến tận 10 lên từ, okay. Thế là chưa có thể thấy được cái việc là họ sử dụng rất nhiều lên từ ở đây. Và còn cụm chúng ta có thể thấy có một số cụm khác nhau ở đây. Đó là cụm chúng ta thấy ở đây là look for job chúng ta vừa nói rồi. Thế còn watch TV các bạn biết rồi này. Hang out with friends chúng ta đã bàn từ đầu giờ, đó là gì? Đi hẹn hò với bạn bè đúng không? Cái bài này nó cũng không có nhiều từ mới lắm. Cái từ là bất no luck yet, tức là chưa có gì à? Chưa có may mắn. Okay. Rồi, đây là toàn bộ của bài hôm nay. Có một cái video nữa nhưng mà mình nghĩ là hơi muộn rồi. Có thể mình cho các bạn xem buổi sau. Các bạn muốn xem cái video đấy luôn không? Có một video liên quan đến một phim. Có một bài nghe về nhà thì các bạn sẽ nghe sau. Được chưa? Bài hôm nay rất là dài và nhiều lý thuyết. Càng về sau thì nó sẽ càng dài như vậy, nhưng mà nó sẽ cung cấp cho bạn nhiều kiến thức hơn, rất là nhiều. Các bạn hãy cố gắng take note và học thuộc nhé. Ok, any questions for today? Có câu hỏi gì cho buổi tối hôm nay không nhỉ? Có câu hỏi gì các bạn? Được không ạ? Được ạ. Về cái bài học của các bạn thì cứ đến giờ thì mình sẽ mở link nhé. Ok, các bạn không lo lắng. Ok, bye bye. And see you again. Yes. À chị. Cái bài. Anh chào chị.